Bình vệ sinh buồng điều hòa ô tô Flamingo lọc không khí, khử mọi mùi hôi, không gây say xe, đẩy sạch mọi cặn bẩn trong điều hòa xe. Bảo vệ nội thất xe, bảo vệ máy, tiết kiệm chi phí vệ sinh, nhỏ gọn, hiệu quả, giá rẻ, giải pháp chăm sóc xe hàng đầu trên thị trường. Không vệ sinh điều hòa xe dễ khiến xe giảm công suất, tiêu hao năng lượng và hay bị ngắt tự động mỗi khi bật điều hòa ban đầu là có mùi rất khó chịu. Là trợ thủ đắc lực cho sấy yêu của bạn, bình xịt vệ sinh buồng điều hòa ô tô Flamingo chuyên dùng cho điều hòa xe, điều hòa gia đình với công dụng làm sạch nhanh chóng. Khi dùng bình vệ sinh buồng điều hòa ô tô Flamingo, chất bọt mạnh mẽ ngấm vào bên trong máy điều hòa, trực tiếp loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, dẹp, lá và các đồ vật nhỏ khác bám vào khe lọc gió của điều hòa, sau đấy theo đường thoát chảy ra bên ngoài. Nhờ đó giúp loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi trong xe, cho không khí thoáng mát trong lành, ngăn các bệnh về hô hấp, giúp phục hồi hiệu suất làm lạnh và sưởi ấm cho điều hòa, giúp tiết kiệm điện và kéo dài thời gian sử dụng cho điều hòa. Sản phẩm hoàn toàn vô hại với da, cách sử dụng đơn giản, nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vệ sinh xe.